Nay mời cả nhà đi theo chân em đi đấu đục kiếm miếng tôm về luộc ăn cả nhà. Em đặt đục hôm qua bỏ lên đêm rồi sáng nay mới đi đổ. Này còn đẻn cả nhà. Đẻn nó dính nè. Để em để cái máy quay xuống em đi đổ cả nhà. Đẻn không giữ nữa nha. Đẻn này bắt cho nó kỹ kỹ cho nó cắn cái là cái răng nó nhả dính trong tay mình luôn. Cắn cái là để răng dính lại. Đẻn này đẻn cá. Lên đổ cái mấy con tôm tươi về ăn cả nhà. Mấy tôm sống con này ở trên cũng muối cả nhà, đầu dưới bằng muối, đầu trên này em lấy nước vô cũng có tôm ăn, đầu trên này nước không có mặn cho nên tôm cá nào nó sống được. Đây được mấy tôm cả nhà, tôm sống. Sáng nay có đồ ăn, con này con tôm gì mà lạ quá. Tôm này tôm gì đẹp quá nè. Về nhà đó nha, chú ăn nè. Giờ mới bay cả nhà hẹn gặp cả nhà giàu với nhau sao cả nhà. Này tôm sống nhăn à, tôm này ăn ngon lắm.